Chiều nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, khối quận huyện. Đến dự có ông Bùi Thủy, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, nhất là trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo chủ đề nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố theo quyết định số 2806 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, chú trọng triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền các cấp. 3 tháng cuối năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy tập trung theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện chỉ thị số 17 ngày 7 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành triển khai thực hiện đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố.